Tin buồn đầu năm, đạo diễn Đoàn Bình đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông, hưởng dương 46 tuổi. Thông tin đạo diễn Đoàn Bình qua đời vì tai nạn giao thông đã khiến mọi người không khỏi xót xa. Đạo diễn Đoàn Bình có tên thật là Đoàn Thanh Bình, sinh năm 1976, là con trai út của cố nghệ sĩ ưu tú đạo diễn Đoàn Bá, nguyên giám đốc nhà hát cải lương Trần Hữu Trang. Anh tốt nghiệp ngành kỹ sư tin học, nhưng niềm đam mê nghệ thuật đã thôi thúc anh nối nghiệp gia. Nam đạo diễn cũng dần bén duyên với nhiều bộ phim nổi tiếng và được đông đảo khán giả biết đến. Vào sáng ngày 9 tháng 1, chị Mai Anh đã thông báo tin buồn, đạo diễn Đoàn Bình đột ngột qua đời. Lý do là vì trong lúc điều khiển xe, anh đã tự đâm vào một cái hố và gây ra một vụ tai nạn khủng khiếp. Sự cố này đã khiến nam diễn viên tử vong vì đa chấn thương. Được biết thêm, lúc trên xe cũng có 3 người bạn khác, trong đó có một người bị trọng thương. Đạo diễn Đoàn Bình qua đời vào ngày 7 tháng 1, nhưng do gia đình muốn giấu đi tin buồn này với mẹ anh bởi sức khỏe của bà không tốt nên đã quyết định hoãn việc báo tin đến nay. Chị Mai Anh kể lại, trong ngày 7 tháng 1, thi thể của chồng tôi đã được hỏa táng. Gia đình tôi đang chờ các chị của anh ấy ở Mỹ về tổ chức tang lễ. Nhận được tin buồn này, Giang Sao Việt cũng đã đồng loạt gửi lời chia buồn đến gia đình của anh. Ai nấy đều không khỏi xót xa cho số phận người đạo diễn tài hoa nhưng xấu số. Trên trang cá nhân, Quốc Thuận đau lòng viết: "Vĩnh biệt người anh vui tính dễ thương của em, anh ra đi thanh thản nhé anh, đạo diễn Đoàn Bình." Hồng Vân cũng không giấu nổi được cảm xúc về sự ra đi quá đột ngột của nam diễn viên.